Thầy kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là một ngày đặc biệt tại Đức Salon Ô tô Bình Dương. Đó, bán xe ô tô. Lên ô tô xong rồi nướng cá ăn luôn. Cuối giờ chiều. Lao động gì cũng có thành quả đúng không vậy? Thành quả xong rồi tận hưởng cái thành quả đó. Hôm nay là cái con cá này gì, con cá này là con cá rất ngộ, mình lần đầu tiên mình gặp luôn nè vị. Mới được biết cái tên nghe nó cũng lạ nữa, nó là cá cá chuồng. Con cá này cá chuồng. Sao gọi là cá chuồng không biết nữa. Gửi từ biển Quảng Ngãi vào luôn. Này mực tươi cũng Quảng Ngãi luôn. Có lẽ là cái quạt gió nó quạt mạnh quá cho nên cái âm thanh nó hơi loãng đi một chút xíu không vậy? Âm thanh nó bắt mic không tốt. Đó. Xem cái gì đây? Đức Salon Ô tô hân hạnh được đón tiếp nhân vật huyền bí nào đây? À, đây là khách. Khách đến xem xe. Vừa nướng cá vừa quay phim cho mọi người xem. Và cũng tâm sự về YouTube quý vị. Thực ra YouTube chi tiền không bao nhiêu cả. Mà chúng ta nếu như mà khéo á, quý vị và các bạn chuyển cái kênh YouTube đó sang cái dạng là xây dựng thương hiệu, thì mình lấy tiền từ cái quảng cáo cái thương hiệu đó hoặc là bán hàng trực tiếp gián tiếp từ cái thương hiệu đó sẽ mang lại cái hiệu quả nhiều hơn. Chứ còn nếu như mà làm vlog về đời sống như thế này thì hầu như ít người quan tâm. YouTube nó có hai dạng để kiếm tiền. Một là anh xây dựng thương hiệu để anh bán hàng, để anh quảng cáo ngoài. Hai là anh làm cái một cái kênh dùng để giải trí. Phải là hàng trăm ngàn view cho tới triệu view rồi mới có tiền đủ sống. Còn nếu như mà làm như thế này mấy chục view chỉ là làm giải trí, kỷ niệm thôi. Bởi vậy mới nói là cái sự khắc kiệt của YouTube. Đó là làm cho cả tỷ người trên thế giới này ảo tưởng về con đường kiếm tiền qua YouTube. Cứ nghĩ rằng nó đơn giản. Nhưng mà thật sự là không đơn giản. Làm vlog như thế này một năm mới được bật kiếm tiền. Có nghĩa là một năm mới đủ điều kiện là 4.000 giờ và trên 1.000 người đăng ký. Và khi mà có tiền rồi thì mỗi tháng là 5-7 đô, 3-4 đô, 10 đô. Trong khi đầu tư ra máy móc, rồi đi quay, rồi về chỉnh sửa, set up. Rất là công phu. Nên những ai mà sắp sửa hoặc là có ý định làm YouTube để kiếm tiền thì hãy suy nghĩ là xây dựng một cái thương hiệu gì đó. Ví dụ như xây dựng một cái thương hiệu là đặc sản Quảng Ngãi, hải sản tươi sống Quảng Ngãi, rồi mình cứ quay xung quanh cái chủ đề đó, một chủ đề duy nhất là mình bán đặc sản Quảng Ngãi, đặc sản của đặc sản của xứ biển Quảng Ngãi đi ha, kết hợp với lại cái kênh Facebook. Như thế nó sẽ mang lại hiệu quả nhiều hơn. Còn làm như thế như mình đây là mình cầm mình quay đây nè, chỉ là giải trí là chính, ghi lại kỷ niệm là chính. Hôm nay là một ngày mình làm YouTube quảng cáo cho thương hiệu Salon Đức Ô tô Bình Dương, và mình có khoảng 5 thương hiệu ô tô khác. Đức Ô tô Bình Dương là một, Khánh Ô tô Bình Dương là 2,
Sàn ô tô Thiên Hải Bình Dương là 3, Dương ô tô Bình Phước là 4, Nhịp cầu xe cũ không vụ lợi là 5. Đó là 5 kênh YouTube đều có tiền cả, đều bật kiếm tiền cả. Phối hợp với lại 5 trang Facebook chuyên bán hàng ô tô. Một kênh thứ 6 của mình đó là tên là Chợ Hàng Thanh Lý. Ở nơi đó mình có thể bán tất cả những sản phẩm mà nó hợp pháp. Kênh thứ 7 mình bán xe máy, chủ yếu là Honda 67. Vừa kết nối đam mê với anh em, đam mê 67 vừa bán xe máy. Đó là kênh thứ 7. Kênh thứ 8 là nhà đất chính chủ, là những nhà đất đúng có sổ đỏ đàng hoàng, sổ hồng riêng biệt, tình trạng pháp lý là rõ ràng, mà đưa lên để bán, vừa kiếm tiền YouTube, vừa kiếm tiền gọi là hoa hồng, vừa kiếm tiền quảng cáo trên lĩnh vực nhà đó. Đó, một kênh thứ 9 là đời sống văn hóa, ẩm thực, du lịch, thể thao, tên là Đời Sống Bình Dương, là cái kênh mình đang quay cho quý vị và các bạn xem nè. Và một mình làm 9 kênh cũng rất đơn giản, làm những video đơn giản, không phải là không biết cách setup, không biết là không phải là không biết cách edit video, nhưng thực tế mình quý vị phải hiểu được một điều là cái công sức mình bỏ ra nó phải là tương xứng với lại cái số tiền mình thu vô, chứ bỏ ra nhiều quá, đầu tư nhiều quá, công sức nhiều quá. Ví dụ như cái video này mình quay chơi vậy, nó đâu có mang lại cho mình giá trị là bao nhiêu. Không phải là không tôn trọng khán giả, nhưng mà phải nghĩ rằng là cái công sức bỏ ra nó ít thôi. Nếu như mà cái video mình 1 triệu view thì mình sẽ đầu tư cho nó kỹ. Vậy này em thấy nó này nó cháy cháy nè. Cái nào? Cái trứng hả? Ồ, cá này nãy anh nói cái gì em quên tên rồi. Nó cái gì tên lạ quá, nó ngộ. Lần đầu tiên thấy luôn. Cá biển tươi của Quảng Ngãi, mà nó đặc sản Quảng Ngãi, nó ấp trứng xuống. À, gió ù luôn. Quạt máy kia. Trời miền Nam rất nóng. Từ nóng cho nó tới rất nóng. Thời điểm ở đây ở Bình Dương trưa có thể là lên đến 38 tới 39 độ. Rất là khủng khiếp. Quý vị và các bạn xem clip này có thể đến tham khảo những kênh YouTube khác của mình. Để mình kể ra là Khánh ô tô Bình Dương, Đức ô tô Bình Dương, Sàn ô tô Thiên Hải Bình Dương, Dương Salon ô tô Bình Phước, Nhịp cầu xe cũ không vụ lợi, Honda 67 kết nối đam mê, thị trường bất động sản, nhà đất chính chủ và kênh Đời Sống Bình Dương. Và mình còn khoảng 30 kênh phụ nữa vậy. 30 kênh phụ là dùng để tương tác, nhưng thông cảm là mình không có thời gian để mình đi tương tác nhiều. Chủ yếu là xây dựng cái thương hiệu để quảng cáo sản phẩm, để bán hàng được trên cái thương hiệu đó. Và làm là hoàn toàn hợp pháp, chất lượng hợp pháp, giá phải chăng. Đó là tiêu chí xây dựng thương hiệu của mình. Thứ nhất là hợp pháp, thứ hai là giá cả phải chăng, thứ ba là phải chất lượng. Như đây, khu vực bên hông của salon Đức ô tô Bình Dương bán rất nhiều ô tô. Và đây là thành quả nho nhỏ sau một ngày làm việc. Nướng cá lên, chấm với là muối và uống 1-3 lon bia ướp lạnh. Mình không muốn nói nhiều về chính trị, không muốn nói nhiều về xã hội nha quý vị. Tại vì ở xã hội Việt Nam mình nó dễ bị chụp mũ lắm, nói ra những điều gì đó bên bên này, bên vực bên kia, xong rồi là phỉ báng nhau, nói xấu nhau,
mệt lắm. Cho nên tốt nhất là chia sẻ những vấn đề tích cực và xây dựng thương hiệu để bán hàng thôi. Còn chuyện nhân tình khế thái thì để cho những thằng, nói chung là những người mà con ông cháu cha, những thằng có thế có lực có quyền làm gì làm. Chả biết đất nước này sẽ đi về đâu, thôi kệ. Cứ mình cứ lo cho tròn trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình là được rồi. Chính rồi vậy. Chính rồi đó. Cái này là mình thấy chính rồi đó. Chuẩn bị vớt ra được rồi. Lên mực xíu nữa. Rồi, thôi cảm ơn quý vị và bạn đã quan tâm và theo dõi. Và chào tất cả những anh em làm người YouTube như mình. Mình vừa bán xe, vừa làm quảng cáo bán xe, ô tô, xe máy, rồi nhà, đất, rồi làm những video giải trí về văn hóa, ẩm thực, đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, up lên Facebook, YouTube để kiếm tiền. Kiếm tiền bằng tiền quảng cáo của YouTube, kiếm tiền bằng cách bán hàng, kiếm tiền bằng các hợp đồng quảng cáo mang lại. Đó. Rồi đây, khung cảnh của salon Đức Ô tô Bình Dương đây vậy. Không. Rồi, thôi cảm ơn quý vị và bạn đã quan tâm và theo dõi. Mình kết thúc video tại đây. Những ai mà có ý định làm YouTube đó thì hướng tới một là xây dựng thương hiệu, hai là phải làm một cái kênh YouTube về giải trí cực kỳ hot như bà Tân Vlog hay là đó, hay là những cái kênh mà lớn lớn về giải trí mới đủ thu nhập để trang trải cuộc sống. Còn nếu không thì chỉ xác định là làm vui giải trí thôi, làm vui để ghi lại cái kỷ niệm thôi. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn.